Hello, Dũng Thơm TV chào mọi người nè. Và ngày mai là lấy cốt mã này nè mọi người. Giờ đang bơm nước lên cho nó mềm đất rồi, đầu mai bắt đầu lấy cốt. Đó, mã còn rất là đẹp nhưng mà do có mà người sống nó dặn lại bây giờ phải đào đi để vô chùa mọi người. Thì Dũng Thơm review cho cô chú anh chị các bạn mình xem một chút đó. Chị mời mọi người cùng theo dõi Dũng Thơm TV nha. Đó mọi người, mã này nè mọi người còn rất là đẹp luôn, do người còn sống dặn rồi bây giờ phải đào lên đem đi qua tháp ở bên cái sách. Thì Dũng Thơm với anh em Mão thì cũng có review cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn, nó coi ở trong quan tài có cái gì. Bây giờ anh Ba cũng đang tưới nước cho mềm nè mọi người. Mọi người nhớ theo dõi nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Em nghe nè. Câu hỏi của đạo là bà Quỳnh Sông Hưng với Văn Sông Tiền. Quỳnh Sông Hưng, Quỳnh Sông Hưng với Văn Sông Tiền. Văn Sông Tiền là bà ngoại vậy không? Bà ngoại là Văn Sông Tiền, còn ông ngoại thì Quỳnh Sông Hưng. 1982 cái bố mẹ họ biết. Để trên đất mình làm dân cả nhà. Dạ. Quỳnh Sông Hưng ấy, Sông Hưng. Sông Hưng. Sông Hưng ở trên mộ để cho mình làm dân cả nhà. Dạ. 1982 đó. 1982 đó. Thấy không? Thấy chưa? Ông mọi thấy rồi nhưng mà chắc mấy người đợi mộ khổ. Ông nội này.
Hết không? Gần tới mọi người, mau lắm. Gần xong rồi mọi người, tới miếng đan trên nữa mọi người đó. Để coi phần bên trong này có gì huyền bí cho mọi người xem. Ngoài chừng một tiếng nữa xong à. Mã đôi á mọi người, mã tàu mã đôi. Mày đem về cái sắt. Lấy miếng nó lên trước. Lấy thứ khné chẩn và tứ khné. Thầy vô nó hơi gì tao hơi dương khỏe, thứ nào thứ đi thứ nào thứ nụ thứ. Không cháo nó. Thôi thì thét thế này nó tiếp. Kiểu thét nó đắt lắm. Người tại vì sao lấy cái cần vô to lạnh xung của lũng của anh cháu kia. Xong rồi mọi người, chuẩn bị mở nắp. Nóng hơn, không hơn, không hơn, không hơn, không hơn, cưới nó to nó đây đây vạn sự hành thông cũng cho lắm ơi xúc đã chút âm siêu dương thành hải yên hà thanh pháp giới chúng sanh tình dự vô tình anh thành anh phỏng cho là cho lắm công thành phật ca đạo thứ nhất bậc sư hộ dầu mắm nữa thành thất tứ bay vô tục nứng sờ bẹn này nghe nó nói sờ bẹn này nó nó nghe đầu nghe cái đường sốt sẵn này thua tao phát chốt nó xuống như vậy mấy lần sẽ đi mà chỉ cần đi luôn chỉ đi luôn ừ chỉ cần tới rồi đang nhìn chắc dở đang ra dở đang ra mình mới lấy cái số à. Ừ. Đó đi làm học chuẩn bị quan tài thôi làm sẵn mình không biết tại phụ bá mua đất thì mình không hay gì đâu cái chừng mà đem ông cụ đi chùa để chuẩn lời mà nó không có đất đây nó lại nó giật mình ủa sao mới đất đây mà không hay tại đất bên đây là ông bà nhà cậu chứ bây giờ vợ tôi vợ vạn sự hành thông các tường như ý âm siêu dương thành hải yên hà
thanh pháp giới chúng sinh tình dự vô tình giai công thành Phật ca đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Tiêu diêu chân thế giới khoái lạc bảo liên nghiệp chúng thế tôn tiền lai thân thọ ký. Nam Mô Siêu Lạc Bồ Bồ Tát. Nam Mô Siêu Lạc Bồ Bồ Tát. Nam Mô Siêu Lạc Bồ Bồ Tát. Ta lợi thân lễ bốn linh thành đó thấy rồi. Rồi thấy rồi. Cái ủa đây ta cõi ha ha tiếng là lại không lấy lá cái gì ra chui ra cho sạch á xong rồi đó. À, bây giờ đó mọi người đó là gỗ mà đồng đó đồng dòm biết mà không đồng đồng sao đóng đinh được năm mỏ ớt năm mỏ không ớt á. Gỗ cũng gì sơn lại phun mua sơn lon nó phun lại mua lon nước sơn nhũ vàng nó phun lên năm sáu tuần á. Rồi bây giờ về đó cô chú anh chị xong rồi, giờ tới còn bộn sự mấy cái tay mươi móc này, giờ chuẩn bị móc sang bằng cái này lại đó. Đó bây giờ về đó mọi người. Rồi phần cuối thì cũng thôi mà cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị các bạn mình sức khỏe tốt, bình an tốt, hạnh phúc tốt mọi người. Đó giờ đã lên xe cũng thơm không có đi được thì ở đây phụ quay ở đây nữa cho mọi người xem coi có dưới này có cái gì quý giá không. Đó.